Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Và như quý vị có thể quan sát ở camera ngoài trời khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội thì lúc này trời đang mưa và dự báo ngày hôm nay thì Bắc Bộ tiếp tục mưa rét và mưa còn kéo dài những ngày tới không chị Hương Liên? Vâng, ngoài không khí lạnh thì Bắc Bộ còn chịu tác động của hội tụ gió trên cao. Đây chính là nguyên nhân mưa kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày nữa. Như tại thủ đô Hà Nội, liên tục trong 3 ngày tới đều có mưa, nhiệt độ ban ngày khoảng 20 đến 22 độ C, cảm giác khá là rét. Miền Bắc hôm nay sẽ là ngày nhiệt độ thấp nhất của đợt rét này. Các thành phố ở Bắc Bộ dự báo không quá 20 độ C, riêng Điện Biên Phủ và Sơn La cao hơn ở mức 22 đến 25 độ C. Dạ vâng, trái ngược với miền Bắc thì Nam Bộ lại nắng nhiều. Cụ thể thì mức nhiệt như thế nào vậy chị Liên? Vâng, nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước đó chính là Nam Bộ. Biên Hòa, Thủ Dầu Một khá nóng, 34 độ C, còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác là 31 đến 33 độ C. Với khu vực Tây Nguyên, thời tiết hôm nay chủ đạo là nắng ráo, nhiệt độ phổ biến 28-30 độ C, thời tiết dễ chịu. Các thành phố phía Bắc trời nhiều mây có mưa, Thanh Hóa đến Huế là khoảng 22 đến 26 độ C, trời lạnh. Đà Nẵng đến Phan Thiết thì có nắng, nhiệt độ cao hơn nhưng vẫn trong ngưỡng dễ chịu, 26 đến 30 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo hôm nay khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Phía tây của huyện đảo Trường Sa thì có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương Liên với những dự báo thời tiết chi tiết vừa rồi.